với con, Chúa ơi, ở lại với con. Ngoài kia đêm xuống, bóng tối đang về, hồn con lo lắng, sao sương từ bề. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai? Và nhóm thực hiện giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
Và kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón một vị linh mục nhạc sĩ. Ngài đến từ dòng Marino và từng mục vụ tại Đài Loan. Và trong thời gian Ngài công tác và mục vụ ở nơi đây, cũng không may Ngài mang một cái chứng bệnh mà bắt buộc Ngài phải về Mỹ để điều trị. Và tính tới thời điểm ngày hôm nay cũng đã là một năm. Căn bệnh mà Tướng Đạt muốn nói tới đó là Ngài được một phép lạ rất đặc biệt là thay một cái khóa thận. Và chính vì cái điều này mà ngày hôm nay Tướng Đạt cũng như bán khán thính giả rất muốn biết là sau khi Ngài thay thận như thế thì tình hình sức khỏe của Ngài thế nào, và đặc biệt hơn nữa là nó có ảnh hưởng đến cái tư duy sáng tác và những cái đường hướng sáng tác thánh nhạc của Ngài hay không. Và chính vì điều đó, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với linh mục nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường. Tôi xin chào cha. Xin chào anh Tấn Đạt nhé. Và xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Dâng Chúa Đời Con. Kính thưa quý khán thính giả và kính thưa cha, thì thông thường thì chương trình Giờ Thánh Nhạc Dâng Chúa Đời Con của chúng con thì hay đề cập tới những cái sinh hoạt về thánh nhạc của các linh mục nhạc sĩ, của các nhạc sĩ, của các ca sĩ công giáo, của ca trưởng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chương trình này là đi hơi bị lệch hướng một chút xíu. Chưa gì đã nói tới cái quả thần của cha rồi. Nhưng mà cái sự lệch hướng này á, nó cũng nằm trong một cái quỹ đạo của một sự mong dịp, một phép lạ mà Chúa đã trao tặng cho cha. Thì xin cha có thể có những cái chia sẻ, cái sự chia sẻ của cha về cái sự việc nào. Thưa anh Tấn Đạt cũng như là quý vị khán thính giả của chương trình Dâng Chúa Đời Con, thì tôi luôn luôn cho cái việc thay thận như là một ơn lành Chúa ban một cách hết sức đặc biệt cho tôi. Tôi trở về Mỹ được như thế là hơn 4 năm rồi. Và như anh Tấn Đạt nói là hơn một năm nay tôi đã được thay trái thận mới. Và trước đó phải hơn 3 năm trời thì tôi phải đi lọc máu. Và cuối cùng thì những cái điều tôi mơ ước đã đạt được, đó là Chúa ban cho tôi trái thận mới. Thì đây là một việc không ngờ, tại vì không ngờ nó nhanh đến như thế. Tại vì cái danh sách đợi thận thì thực sự là tên của tôi mới được đưa lên có hơn một tuần. Tức là đưa lên ngày thứ hai, tức là cách đây một năm đó. Thì họ đưa lên ngày thứ hai, thì đến thứ tư tuần sau là tôi có. Tức là đúng một tuần rưỡi. Nghĩa là quá nhanh. Dạ vâng, quá nhanh. Cho nên là không thể ngờ được. Thì thông thường thì cái để mà chờ đợi một cái quả thận mới thì khoảng bao lâu? Thì hôm mà người ta trước khi đưa tên của tôi lên cái danh sách đợi đó thì họ có nói với tôi rằng là có thể đợi từ 2 đến 4 năm thưa anh ta. 2 đến 4 năm. Và vậy là trong vòng một tuần mà cha đã được thay một quả thần. Cha có thể nói là cái quả thần nó từ đâu mà? Khi mà nhận được cái phone từ bệnh viện nói là có cái, thứ nhất là họ hỏi tên mình có đúng là Cường Nguyễn không. Thì khi mình trả lời đúng thì họ nói là có trái thận hợp, và họ hỏi mình có nhận không. Có nhận trái thận hợp. Nhưng quý vị biết là khi một trái thận mà từ người từ một người bị tai nạn mà cho thì nó cần phải được thay vào cái người bệnh thận ngay. Tức là phải cần đưa vào cái người bệnh ngay, bởi lý do là không thể để lâu được. Trái thận không để lâu được, cho nên là cần mình phải trả lời sớm. Thế thì con xin hỏi cha là cái quả thận nó có phải cái người mà trao thận cho cha có phải cùng lứa tuổi với cha hay không, hay là cùng ví dụ là cùng người Việt Nam ấy, hay là người khác khác quốc tịch khác thì có được không ạ cha? Đó là một trong những điều kỳ diệu mà tôi muốn nói. Có nghĩa là đây là trái thận từ một em bé 2 tuổi. Vâng. Một em bé 2 tuổi mà dĩ nhiên là nó người Mỹ, em bé đó người Mỹ. Và điều đặc biệt nữa là trong cái danh sách đợi ấy
Thứ nhất là tên của tôi đưa lên sau này, cho nên là nó phải sau cả hàng mấy trăm người có sẵn trước đó, đợi trước đó rồi đến tên tôi. Nhưng mà cái trái thần của em bé đó một cách hết sức kỳ diệu là nó không hợp với bất cứ ai ở trong cái danh sách trước tôi. Và đến tôi thì nó lại hợp. Và trong khi đó em bé, như anh tôi vừa thưa với anh Tân Đạt, là em bé là người Mỹ và tôi là người Á Đông. Thế mà Chúa ban làm sao mà trái hợp của trái thân của em bé lại hợp với trái thân của một người Á Đông như tôi. Nói đến đấy, đây quả thật là ơn lành. Nói đến đây thì quý vị cũng thấy đây là một cái phép lạ mà Chúa đã đem đến với cha. Thì đúng là thật sự mà sau khi cha thấy thần của em bé ba tuổi không cha? Hai tuổi là thấy bây giờ là hiện tại cha Hùng Cường chứ mới 2 tuổi là nhìn rất là trẻ trung, và cũng công nhận rằng là sau khi mà cha thấy thần xong thì sức khỏe của cha cũng đã trở lại, và nhìn sắc thái cha còn trẻ hơn con nữa, cha trẻ hơn. Kính thưa cha, thì hiện nay thì cha đã khỏe hơn nhiều, và điều này có giúp cho cha sáng tác được nhiều hơn hay là nhanh hơn lúc trước không ạ? Thì mới đây, tất nhiên là sau cái thời gian dưỡng bệnh, tại vì tôi thay thần vào ngày 8 tháng 3, tất nhiên là đến năm nay, bây giờ vẫn còn tháng 3, tất nhiên là nó vừa hơn một năm, hơn một năm thay thần. Thì đến tôi bắt đầu ngồi sáng tác lại, khoảng chừng 6 tháng sau khi thay thần thì tôi bắt đầu ngồi sáng tác lại, ngồi viết lại. Có những cái nét nhạc đã hình thành trước đây ở trong đầu, hoặc là tôi viết đâu đó 1, 2, 3 câu ngoặc ngoạc. Bây giờ tôi lấy những cái bản cũ đó lại và tôi viết cho xong những cái bài hát. Thì thực sự là chắc có lẽ nó cũng là một cái khởi điểm mới, anh Tân Đạt. Có lẽ là một cái khởi điểm mới bởi vì Chúa ban cho tôi trái thần mới như thế. Thì cái ý trong đầu tôi cũng muốn là bắt đầu trở lại cái công việc sáng tác, nó đều tay hơn, viết nhiều hơn. Dạ thưa cha, thì sau khi mà có cái sự biến đổi trong cái cơ thể cha như vậy, như trường hợp là cha thay một cái quả thần mới như vậy, thì nó có ảnh hưởng đến cái tư duy sáng tác của cha từ xưa tới nay không ạ? Tại vì khi mà nhắc đến cha linh mục nhạc sĩ Hùng Cường thì người ta nhớ tới những cái nét nhạc, và những nét nhạc đó khi nhắc đến thì chỉ có đây là những cái nét nhạc của linh mục nhạc sĩ Hùng Cường. Thì sau khi mà cha thay thần thì cái nét sáng tác của cha, cái suy tư về cái giai điệu cũng như là cái lời ca của cha, cái ý tưởng nó có thay đổi nhiều không ạ? Tôi nghĩ là thực sự là trong cái ý tưởng của tôi, trong cái ý tưởng tôi và ý muốn của tôi, thì thực sự tôi muốn tìm một cái nét mới, tìm một cái cách sáng tác mới, cho nó không có giống như những cái sáng tác trước đây của tôi. Và có thể là điều mà tôi muốn là cái giai điệu tôi muốn nó biến đổi khác lên một chút, nó mới mẻ hơn. Còn nội dung thì tôi nghĩ rằng vẫn là những cái câu chuyện thường ngày nó xảy đến cho tôi, hay là xảy đến cho những người xung quanh, hay là một cái biến cố nào đó nó tác động lên tôi, thúc đẩy tôi viết, thì tôi sẽ ngồi xuống viết. Cho nên nội dung thì tôi nghĩ là nó vẫn không thay đổi nhiều cho lắm. Nhưng mà cái nét nhạc thì tôi thực sự tôi có ý hướng muốn thay đổi nó trẻ trung hơn, mới mẻ hơn một chút. Dạ thì cha, nếu như vậy thì cha có thể cho con cũng như khán thính giả được biết là cha có những cái dự định sáng tác theo như cha nói là những cái nét nhạc mới cho cho cái chủ đề gì, ví dụ như Thánh Vịnh hay là Thánh Ca Tin Mừng, hay là những bài hát về giống như là mùa chay, hay là về, đúng rồi, cha sáng tác khác về phục vụ. Dạ phục vụ. Thì bây giờ cha có thể cho biết là những cái dự định của cha về cái hướng sáng tác mới, cha có tập trung vô một cái mảng nào hay không ạ? Vâng. Thưa anh Tấn Đạt, cũng như là xin thưa với tất cả quý thính giả, mới đây như quý vị biết là chúng tôi có cái nhóm là gọi là Thánh Ca Mới, trong đó gồm 6 thành viên, tôi, linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh, anh Viễn Sứ, anh Huỳnh Minh Kỳ, anh Thiên Lý và Đinh Công Huỳnh. 6 thành viên là chúng tôi. Thì anh Đinh Công Huỳnh cũng như là Huỳnh Minh Kỳ có viết, đi tiên phong viết những bài Thánh Ca Tin Mừng. Đúng vậy. Thế thì
chúng tôi cũng đang khuyến khích nhau để mà tiếp tục cái đường lối đó. Và dĩ nhiên là cái người mà thân với tôi đã lâu đó là anh Viễn Sứ, may mắn là Chúa run rủi anh em chúng tôi đến với nhau, và hai người đều đam mê thánh ca cả. Cho nên là chúng tôi rất thân với nhau, và chúng tôi cũng làm thành một cặp. Và chúng tôi hiện tại bây giờ là cái chương trình của chúng tôi sẽ là sáng tác những bài truyền về thánh ca tin mừng, có nghĩa là lấy cái bài phúc âm của ngày Chủ nhật, của các ngày lễ Chủ nhật, và lấy nội dung từ đó làm cái chất cái nguồn cảm hứng cho chúng tôi sáng tác nên những bài hát để dùng trong phục vụ cho ngày Chủ nhật đó. Cho nên là như vậy. Cho nên là tôi nghĩ là cái nét nhạc nó sẽ mới ở mỗi Chủ nhật, bởi vì cái nội dung khác nhau, nội dung của bài phúc âm khác nhau. Vui buồn hay là lo lắng hay là phấn khởi hay là hy vọng hay là niềm tin, cho nên là nó khác nhau, cho nên nó đưa đẩy đến những cái giai điệu sẽ khác nhau. Và điều một điều nữa mà tôi với anh Viễn Sứ vẫn tâm sự với nhau là cố gắng trong mỗi sáng tác của chúng tôi về thánh ca tin mừng đó phải đi gần với cái nội dung của hay là cái mừng. Đúng vậy, đi gần với cái nội dung của bài tin mừng và đồng thời cái ý nghĩa của cái bài tin mừng đó. Và cái rất là sát sao với cái bài tin mừng đó, và cái nét nhạc cần phải được đổi mới tùy theo cái nội dung. Tùy theo cái nội dung. Cho nên là cho đến thời điểm này, cho đến hôm nay khi nói chuyện với quý vị khán thính giả của chương trình Dân Chúa Đời Con, thì xin thưa với anh Tấn Đạt cũng như là quý vị rằng là anh em chúng tôi đã viết như thế là từ khởi sự từ cái năm C, năm C tức là từ mùa vọng, tức là bắt đầu năm C là anh em chúng tôi viết, tức là viết hết mùa vọng rồi, rồi sau đó chúng tôi viết sang mùa chay và viết hết mùa phục sinh rồi, và hiện tại là hai anh em chúng tôi tiếp tục viết về mùa thường niên. Rồi thưa cha, là trong khi mà cha chuyển qua hướng viết nhạc về thánh ca tin mừng là lúc đó là sau khi cha đã thay thần rồi phải không ạ? Sau khi thay thần. Sau khi cha thay thần là có một cái sự thay đổi mới trong cái cách viết thánh nhạc của cha. Phải nói đây là một cái ý tưởng phải nói rất là hay, và có một cái nét riêng trong cái nền thánh nhạc, cũng giống như theo Văn Nghị cũng giống như là thánh vịnh, thì rất nhiều nhạc sĩ viết về thánh vịnh và rất là chú trọng vô những cái lời và cái ý nghĩa của thánh vịnh, của từng câu thánh vịnh, thì bây giờ lại thêm một cái đường hướng sáng tác mới là đi sát với chủ đề của bài tin mừng phúc âm ngày đó. Vậy. Phải nói là đây là một cái theo con là một cái công trình rất là lớn. Rất là lớn mà đòi hỏi phải cần có thời gian và đặc biệt là ơn Chúa rất nhiều. Đúng vậy. Thì nhân tiện đây thì Tấn Đạt cùng với nhóm thực hiện chương trình Dân Chúa Đời Con cũng xin kính chúc cha luôn tràn đầy lòng ơn của Chúa, để cha luôn được mạnh khỏe, hy vọng với cái quả thần mới cha sẽ có một cái sức sống mới, cái sáng tác mới, những cái đường hướng mới, những cái nét giai điệu mới trong cái sáng tác của mình, và cũng chúc cho các nhạc sĩ trong nhóm thánh ca mới luôn có những cái tác phẩm thánh ca tin mừng thật là ý nghĩa và sát với cái bài tin mừng phúc âm. Rất cảm ơn cha và đã đến với chương trình của chúng con. Xin cảm ơn anh Tấn Đạt, và cũng xin thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Dân Chúa Đời Con. Ngài là nắng ấm soi ngục âm u, Ngài là sức sống cho đời an vui, dẫu trần gian vẫn đầy gian nan. Ngài là tiếng hát
vọng hôm mai. Ngài là ánh sáng soi đường tương lai, tình Ngài vẫn thế muôn đời không phai. Chúa ơi, con biết Ngài yêu con suốt đời. Đã bao lần lạc lối đi hoang, gánh phong trần ngày tháng lang thang, thì tình Ngài hằng theo con mãi. Rồi chiều nào hồn thấy cô liêu, bước chân buồn nặng trĩu lê thê, thì Ngài đến bên con vỗ về. Nẻo đường bóng tối con nào lo chi, vì Ngài dẫn lối bước đường con đi. Tình Ngài vẫn thế muôn đời không phai. Chúa ơi, con biết Ngài yêu con suốt đời. Ngài là nắng ấm soi ngục âm u, Ngài là sức sống cho đời an vui, dẫu trần gian vẫn đầy gian nan. Ngài là tiếng hát hy vọng hôm mai, Ngài là ánh sáng soi đường tương lai. Tình Ngài vẫn thế muôn đời không phai. Chúa ơi, con biết Ngài yêu con suốt đời. Đã bao lần lạc lối đi hoang, gánh phong trần ngày tháng lang thang, thì tình Ngài hằng theo con mãi. Rồi chiều nào hồn thấy cô liêu, bước chân buồn nặng trĩu lê thê, thì Ngài đến bên con vỗ về. Nẻo đường bóng tối con nào lo chi, vì Ngài dẫn lối bước đường con đi. Tình Ngài vẫn thế muôn đời không phai. Chúa ơi, con biết Ngài yêu con suốt đời. Tình Ngài vẫn